Từ hôm nay, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Sài Gòn, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin đáng lưu ý về thành phố Hồ Chí Minh sau đây. Cuộc trao đổi của phóng viên với ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về khu đô thị mới Thủ Thiêm, một dự án quy mô lớn nằm trong chiến lược phát triển thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn sau năm 2020. Ngay sau đó sẽ là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lê Dũng, Phó trưởng ban quản lý khu Thủ Thiêm về kế hoạch xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào khu đô thị Thủ Thiêm chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng 5. Nhưng trước hết sẽ là những ghi nhận của phóng viên về tình hình mặt bằng và những dự án hạ tầng cơ bản tại Thủ Thiêm sau hơn 10 năm triển khai. Kính thưa quý vị, sau 38 năm Sài Gòn được giải phóng, thành phố đã đổi khác, hiện đại hơn, đông đúc hơn. Cũng chính vì điều này, trong tầm nhìn dài hạn, chính phủ đã phê duyệt xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phía đông Sài Gòn để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp mà thành phố hiện hữu không đáp ứng đủ. Sau hơn 10 năm triển khai, nhiều thay đổi có thể thấy từ một vùng đất còn hoang sơ của Thủ Thiêm và sẵn sàng cho một cuộc lột xác để trở thành một khu đô thị hiện đại sau năm 2020. Những mũi khoan ngay sau lưng tôi đã mở đầu cho những bước chuyển động đầu tiên tại một trong những dự án hạ tầng chính của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và cũng tại ngay nơi tôi đang đứng đây, trong năm 2016 sẽ trở thành một trong những con đường huyết mạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai. Thủ Thiêm của nhiều năm trước đầy phi lao, dừa nước, cỏ ống và tràm, xen kẽ là những ngôi nhà cấp 4 hoặc kiểu nhà nửa gạch đỏ, nửa mái tranh lụp xụp. Của người Sài Gòn có, của người từ các tỉnh khác đến có. Thủ Thiêm giờ đây nhiều đoạn vẫn còn hình ảnh ngút tầm mắt với những bãi cỏ xanh và rặng dừa nước. Nếu nhìn từ bên đây cách bởi con sông Sài Gòn, có thể thấy một sự đối lập rất rõ. Bên kia là một hàng dài tòa nhà cao tầng san sát của một thành phố 300 năm tuổi. Bên đây, một Thủ Thiêm hãy còn trống trải hoang sơ. Thế nhưng sự trống trải và hoang dại này lại ẩn trong nó một sự bứt phá rất nhanh cho sự xuất hiện của những công trình hiện đại khi mà đất đai đã sẵn sàng để mời gọi vốn đầu tư. Hay nói theo cách nói trong cuộc sống hàng ngày là đất sạch, cả một vùng đất hoang sơ của Thủ Thiêm ngày nào có thể sớm được xây dựng lên những công trình quan trọng bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh theo một kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt từ rất sớm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được chính phủ đồng ý phê duyệt từ năm 1996 với tổng quy mô diện tích 657 ha. Trong hơn 10 năm liền, 13.000 căn nhà tại 5 phường đã được đền bù và giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, 99% mặt bằng của khu Thủ Thiêm đã hoàn tất việc giải tỏa. Những căn hộ đầu tiên trong tổng số 12.500 căn hộ tái định cư của Thủ Thiêm đã chính thức đưa vào sử dụng từ 2 năm trước, hiện vẫn đang tiếp tục được xây dựng nhằm ổn định chỗ ở cho cư dân Thủ Thiêm trước đây. Đối với 4 tuyến đường chính vừa được chính thức khởi công, đây sẽ là xương sống hạ tầng của khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm đại lộ Vòng Cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường trên cao. 4 tuyến đường này kết nối và đảm bảo giao thông xuyên suốt toàn bộ 8 phân khu chức năng của Thủ Thiêm. Một số dự án tại khu số 3 và khu số 5 đã được khởi công từ khá sớm. Gần nhất là khu nhà ở thấp tầng, gồm khu nhà ở thấp tầng, biệt thự và trung tâm thương mại của liên danh VDP Đại Quang Minh. Trong khi chờ đợi các dự án chức năng đang kêu gọi đầu tư, các dự án hạ tầng làm tiền đề cho khu đô thị đã được triển khai từ khá sớm. Cầu Thủ Thiêm, đường hầm vượt sông Sài Gòn và đại lộ Mai Chí Thọ chính là một phần bộ mặt của Thủ Thiêm tương lai có thể nhìn thấy trước mắt. Trên thực tế, những dự án này đã trở thành biểu tượng các công trình hạ tầng, những dự án biểu tượng cho những nỗ lực của thành phố trong việc kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với trung tâm thành phố hiện hữu. Theo quy hoạch hoàn chỉnh thì có đến 4 cầu Thủ Thiêm như thế này sẽ được xây dựng cùng với một cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn nối liền với trung tâm thành phố hiện hữu. Có lẽ trong ký ức của nhiều người dân thành phố vẫn còn nhớ rất rõ những buổi chiều đi ngang qua bến Bạch Đằng, quận 1 sẽ thấy một hàng dài các xe máy đậu ngay bến phà Thủ Thiêm chờ đến lượt qua phà sang về phía quận 2. Giờ đây đại lộ Mai Chí Thọ và đường hầm vượt sông Sài Gòn đã vận hành ổn định trồm trèm 2 năm. Rõ ràng là hạ tầng và cảnh quan khu đô thị Thủ Thiêm tại quận 2 đang thay da đổi thịt lên từng ngày. Cách đây từ hơn 10 năm, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu xúc tiến những cái bước đầu tiên từ lập quy hoạch đồ án, thiết kế chi tiết đến việc tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay thì gần như là 99% mặt bằng đã được giải phóng sạch và sẵn sàng để kêu gọi các nhà đầu tư. Hôm 26 tháng 4 thì những dự án hạ tầng chính cũng như là khu nhà ở thấp tầng quy mô lớn cũng đã được chính thức khởi công. Có lẽ vào một ngày không xa,
kỳ vọng biến khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành khu đô thị hiện đại và đẹp bậc nhất Đông Nam Á sẽ sớm được hiện thực hóa. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những hình ảnh cho thấy Thủ Thiêm đang sẵn sàng cho cuộc kêu gọi đầu tư quy mô lớn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 5. Phóng viên FBNC đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những dự định, chủ trương của thành phố tại khu đô thị được coi là biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh tương lai. Trong phương hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định trở thành một thành phố văn minh hiện đại, có vai trò đô thị đặc biệt và từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Khu trung tâm thành phố hiện hữu như một chiếc áo quá chật trước sức phát triển mạnh mẽ của thành phố năng động nhất Việt Nam. Khu đô thị mở Thủ Thiêm được ra đời và mang trong mình nhiều mục tiêu với những dự án quy mô lớn và có tầm cỡ trên cả nước, từ văn hóa, công nghệ, dịch vụ đến tài chính, ngân hàng và du lịch, với mục tiêu biến nơi đây trở thành trái tim kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2020. Thưa ông, thành phố kỳ vọng như thế nào đối với lại cái đợt kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Thủ Thiêm lần này ạ? Cái vấn đề xây dựng cái khu Thủ Thiêm trở thành một cái trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại dịch vụ là một trong những cái trung tâm đô thị hết sức là quan trọng của thành phố. Có thể nói đây là một trong những cái khu vực mà nó sẽ là cái động lực hết sức quan trọng để tiếp tục phát triển thành phố về phía đông, và nó cũng là một trong những cái trung tâm kinh tế, tài chính, ngân hàng quan trọng của thành phố trong cái thời kỳ mới, trong cái thời kỳ mà thành phố chúng ta hội nhập. Thưa ông, thành phố kỳ vọng là Thủ Thiêm sẽ trở thành một cái khu tài chính và khu thương mại lớn của khu vực, thì chủ trương của thành phố là tương lai mình sẽ di dời những cái khu trung tâm tài chính hiện hữu trong quận nhất sang Thủ Thiêm luôn hay sao ạ? Không phải là di dời, mà chúng ta là phát triển đó là một cái khu mới. Bị di dời một cái trung tâm tài chính hay những cái trụ sở của các cái khu vực tài chính hiện hữu ở quận nhất thì có lâu đời rồi. Và bây giờ chúng ta thu hút. Còn những cái đơn vị mà cần đầu tư ở khu Thủ Thiêm thì chúng ta cũng có những cái khu vực quy hoạch. Và coi như chúng ta phải tuân thủ quy hoạch ở cái khu Thủ Thiêm. Chứ không phải là tất cả đều ở các cái cơ sở tài chính, ngân hàng đều ở hiện có đây là dời qua đó hết. Mà chúng ta đã thu hút và xây dựng cái khu Thủ Thiêm dưới cái tiêu chuẩn là khu là trung tâm quốc tế theo cái hướng đó, đó chứ không phải là chỉ là đặt một vài trụ sở, một vài cái đơn vị thôi. Thưa ông, sau 38 năm giải phóng hoàn toàn và Thủ Thiêm đến ngày nay có một cái diện mạo rất là mới. Khu đô thị mới của mình cũng đã được phê duyệt từ rất là sớm. Hiện mình vẫn còn nhiều công việc dở dang. Không biết là thành phố có đặt cái chỉ tiêu về thời gian để mình khi nào mình đạt được cái diện mạo cơ bản của thành phố tương lai không ạ? Nói chung là một cái kế hoạch dự án nào đó thì chúng ta cũng phải đặt mốc thời gian. Nhưng mà đối với xây dựng một cái khu, một cái trung tâm hết sức là quan trọng như vậy đó thì nó phải có nhiều yếu tố. Chúng ta phải đảm bảo nhiều yếu tố chứ không, cái mốc thời gian không phải là cái vấn đề hàng đầu. Chúng ta phải có lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, có uy tín. Rồi các cái yếu tố, cái hoàn cảnh điều kiện nữa. Bây giờ trong cái tình hình mà hiện nay đang là tình hình bất động sản, lĩnh vực này hết sức là khó khăn. Thì không thể là coi như có những nhà đầu tư là làm ào ạt được, mà các nhà đầu tư cũng phải tính toán. Rồi cái thứ ba đó là cái thị trường. Người ta cũng phải tính toán là đầu tư như thế nào để có hiệu quả, để có khách hàng. Nên nó vấn đề là những cái dự án này nó đòi hỏi phải có thời gian, rồi nó đòi hỏi đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng, phải đảm bảo các tiêu chuẩn kiến trúc. Nên là chúng ta cũng hết sức là mong muốn để làm sao là cái dự án là đi vào sớm, có nhiều cái dự án. Nhưng mà chúng ta trong bối cảnh khó khăn chung thì chúng ta cũng không thể là coi như là một sớm một chiều mà chúng ta giải quyết ngay được. Nhưng mà cái chúng tôi tin tưởng
cái khu đô thị Thủ Thiêm trong tương lai theo như cái kế hoạch, theo như cái lộ trình, thì đây là một trong những cái khu trung tâm hiện đại, một cái trung tâm kinh tế tài chính của đất nước. Vâng, xin cảm ơn ông. Không chỉ là một trung tâm kinh tế, Thủ Thiêm còn được quy hoạch như là một trung tâm văn hóa và sinh hoạt của cộng đồng người dân thành phố Hồ Chí Minh với một quảng trường lớn nhất Việt Nam. Quy hoạch chi tiết 1/500 quảng trường trung tâm rộng 20 hecta và công viên bờ sông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 9 hecta đã được phê duyệt. Nơi đây sẽ là nơi chơi và diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội chính của thành phố. Bên cạnh đó còn có khu tháp đa chức năng với một tháp quan sát cao 86 tầng, hiện đã có nhà đầu tư và nhiều tiểu dự án khác phục vụ cộng đồng và khách du lịch như trung tâm hội nghị triển lãm, sân vận động, nhà thi đấu đa năng cũng nằm gần khu vực này, bến du thuyền. Thưa quý vị, từ trước đó một tháng, một hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm diễn ra vào đầu tháng 5. Phóng viên FBNC đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủ Thiêm, chung quanh những dự án mà Thủ Thiêm đang kêu gọi đầu tư. Ngày 8 tháng 5 tới đây, khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ công bố chi tiết 12 dự án lớn và các chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư tham gia các dự án tại khu đô thị được kỳ vọng đẹp nhất khu vực Đông Nam Á trong tương lai. Các dự án lớn đang mời gọi đầu tư bao gồm khu phức hợp bến du thuyền, khu trung tâm thương mại, khu tài chính ngân hàng quốc tế, khu công viên phần mềm Thủ Thiêm, v.v. Hôm ngày 26 tháng 4, 4 tuyến đường chính và khu nhà ở thấp tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng chính thức được khởi công. Theo mục tiêu quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị rộng 657 hectare này sẽ là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố và khu vực. Hiện về cơ bản, Thủ Thiêm đã giải quyết xong giải phóng mặt bằng, đồ án quy hoạch 1/2000 cũng đã được phê duyệt. Thưa ông, được biết, trong số những dự án mà Ban Quản lý Thủ Thiêm đang triển khai, có dự án có ý nghĩa công cộng khá là quan trọng như là quảng trường lớn nhất nước hay là khu tháp đa chức năng. Hiện tiến độ triển khai có đạt được như là mục tiêu mà ban quản lý đặt ra như ban đầu không ạ? Cái quảng trường trung tâm và công viên bờ sông thì hiện nay đang trong giai đoạn là hoàn tất cái việc lập đồ án quy hoạch 1/500. Thì hy vọng là năm nay sẽ kết thúc cái việc lập đồ án quy hoạch 500. Thì sau đó sẽ trình thành phố về việc chọn nhà đầu tư và lập dự án đầu tư. Đối với lại cái dự án khu phức hợp tháp quan sát thì thành phố cũng đã chọn, đã chỉ định một cái nhà đầu tư và hiện nay là chúng tôi đang định giá đất để thương thảo với nhà đầu tư về nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư và họ sẽ triển khai các cái bước tiếp theo, ví dụ như là lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư. Thì theo tiến trình thì cố gắng là trong năm nay là sẽ chọn chính thức được nhà đầu tư để triển khai cái dự án khu phức hợp tháp quan sát, trong đó có tháp quan sát đa năng 86 tầng. Thưa ông, dự án khu phức hợp bến du thuyền cũng nằm trong số những dự án được kêu gọi đầu tư lần này. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có một kế hoạch rất là cụ thể về việc đẩy mạnh sản phẩm du lịch trên sông. Liệu đây có phải là một phần lý do khiến ban quản lý Thủ Thiêm chọn đây là một trong những dự án được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch xúc tiến lần này, hay là còn một cái nguyên do nào khác ạ? Cái bến du thuyền thì được quy hoạch là để phục vụ cho cái dịch vụ chung của thành phố. Ở trong đó nó có nhiều công năng, kể cả là nhà hàng, tức là các cái dịch vụ tổng hợp ở trong bến du thuyền. Thì trong đó nó có một cái nhiệm vụ là để phục vụ cho cái hoạt động du lịch trên sông của thành phố. Và hiện nay cái điều kiện để mà mời gọi đầu tư cho cái bến du thuyền thì nó cũng đã đủ điều kiện, cho nên là Thủ Thiêm đưa cái bến du thuyền là một trong 12 cái khu đất mà đủ điều kiện để đưa vô ưu tiên mời gọi đầu tư, giới thiệu trong cái hội nghị xúc tiến đầu tư kỳ này. Tất nhiên là khi đầu tư, nhà đầu tư họ đầu tư cái bến du thuyền thì tất yếu là phải phục vụ các cái nhu cầu theo quy hoạch, đồng thời trong đó có cái mục tiêu là cái du lịch trên sông của thành phố. Thưa ông, được biết là trước đây dự án khu phần mềm Thủ Thiêm đã được cấp phép đầu tư, nhưng mới đây thì cũng đã bị thu hồi sau nhiều năm chưa triển khai. Liệu ban quản lý Thủ Thiêm có rút kinh nghiệm gì từ sau cái trường hợp này cho những cái dự án mà ban quản lý đang kêu gọi đầu tư tiếp theo? Trước hết là phải căn cứ vào quy định pháp luật của nhà nước để chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khi có yêu cầu đầu tư vào Thủ Thiêm hay là bất cứ nơi nào khác thì trước hết phải đáp ứng yêu cầu là phải có năng lực về tài chính, tức anh phải chứng minh được năng lực tài chính. Thứ hai là anh phải chứng minh được cái năng lực kinh nghiệm, anh đã từng đầu tư ở đó.
thì cái đó là những cái quy định của pháp luật nhà nước. Thành phố và Thủ Thiêm không hề quy định thêm cái gì cả vào cả, vì đó là những cái quy định bắt buộc rồi. Tuy nhiên là để cho nó đảm bảo quá trình đầu tư thì Thủ Thiêm cũng có một cái cách khác bổ sung là thông qua các cơ quan đại diện, thông qua các hiệp hội, thông qua việc tiếp xúc các nhà đầu tư để thăm dò, để thăm dò về cái thực tế đối với các nhà đầu tư này, nhằm nó hạn chế bớt cái việc mà chọn nhà đầu tư không chính xác. Vâng, xin cảm ơn ông.